Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, quân đội và công an luôn là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, chế độ, nhà nước và nhân dân và bảo vệ toàn vẹn thống nhất Tổ quốc. Bởi vậy, quân đội nhân dân và công an nhân dân luôn là mục tiêu trong kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch với nhiều cớ khác nhau. Và cái cớ của sự chống phá gần đây nhất chính là những sai phạm của một số cán bộ quân đội, công an. Họ đã xuyên tạc những gì, sự thật ra sao, tác hại của những luận điệu chống phá trên như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhận diện trong chương trình ngày hôm nay qua phân tích của nhiều chuyên gia và nhìn nhận của chính người dân. Trước hết, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phân tích từ Thượng tướng Võ Tiến Trung, Nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng ngay sau đây. Xin chào Thượng tướng Võ Tiến Trung, cảm ơn Thượng tướng đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa Thượng tướng, thì gần đây khi một số cán bộ công an, quân đội sai phạm thì đã xuất hiện một số bài viết trên mạng xã hội cho rằng là công an và quân đội là tấm khiên của kẻ phạm tội. Vậy thì dụng ý của họ là gì và sự thật là như thế nào thưa Thượng tướng? Trước hết ta phải nói rằng dụng ý vô cùng xấu, dụng ý mục tiêu là phản động hoàn toàn. Quân đội và công an là tấm khiên để bảo vệ nhân dân, để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ này. Họ đã lợi dụng vào vài cái sự thật. Đó là một bộ phận cán bộ quân đội và công an mà vừa ra tư xét xử mà nổi bật là vụ đánh bạc của ông Vĩnh và ông Hóa. Rồi thứ hai là vụ của Phan Văn Anh Vũ, và quân đội là có vụ của Đinh Ngọc Hệ hay Vũ Trạch. Để người ta cho rằng đấy là tấm khiên để bảo vệ cái lực phận, cái lực lượng là tham nhũng, lực lượng tội phạm. Như vậy là cái thông tin này, cái tư tưởng này, cái những cái câu nói này hết sức nguy hiểm. Nó nằm trong một hệ thống được sự chỉ đạo của bọn phản động nước ngoài là đánh vào uy tín của đất nước chúng ta, đánh vào đầu tiên là họ hạ bệ Hồ Chí Minh, thứ hai là hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam, và thứ ba là hạ bệ cho được lực lượng vũ trang. Khi đưa một số vụ án ra xét xử, ví dụ như là vụ án của Đinh Ngọc Hệ hay còn gọi là Út Trọc, thì tiếp tục có ý kiến cho rằng là quân đội đang cố tình che giấu khi xử kín chứ không phải là xét xử công khai. Vậy thì qua theo dõi thì Thượng tướng nghĩ như thế nào về việc xét xử trên ạ? Các bạn thấy nó vu khống trắng trợn không? Vụ án của Đinh Ngọc Hệ hay còn gọi Út Trọc là vụ án cố ý làm trái và tham nhũng, trốn thuế, ta đã xử một cách rất công khai. Tại sao nói là xử kín? Và quân đội cũng cùng với Đảng cũng thực hiện đúng nghị quyết của Đảng là ai vi phạm, bất cứ người đó cấp bậc gì, chức vụ gì, chúng ta đều xử một cách nghiêm minh và công bằng trước pháp luật. Điều đó thể hiện quân đội là người là một tổ chức gương mẫu, thượng tôn pháp luật trước nhân dân và trước toàn Đảng, toàn quân, toàn dân của chúng ta. Cho nên vụ chúng ta phải bóc bỏ ngay, vụ Trạp hay là Đinh Ngọc Hệ chúng ta xử rất công khai. Và cũng từ những sai phạm trên thì họ lại cho rằng là công an và quân đội đang ngày càng suy đồi trầm trọng, và đây là sự suy đồi của cả một hệ thống. Vậy thì cần nhìn nhận đúng đắn như thế nào thưa Thượng tướng? Trước hết ta phải bóc bỏ cái luận điều đó, bởi vì chúng ta biết trên thế giới này không có đất nước nào không có tham nhũng. Và đất nước chúng ta thì là đất nước được Đảng lãnh đạo, nhân dân ủng hộ và nhà nước quản lý. Vì vậy chúng ta cũng chống tham nhũng rất quyết liệt. Rất tiếc rằng trong thời gian vừa qua, công tác xây dựng Đảng và pháp luật của chúng ta chưa đầy đủ, do đó dẫn đến là có một số cán bộ tham nhũng, là điều đó là đáng buồn xảy ra. Nhưng nó cũng rất bình thường. Chỉ có cái là quyết tâm chống tham nhũng của Đảng đã đưa tất cả cái phạm tội đó, đưa tất cả cái sai trái đấy ra ánh sáng. Đó là điều đáng mừng. Và một bộ phận cán bộ quân đội bị tham nhũng thì xử rất công khai. Như vậy là chống tham nhũng của Đảng đã làm đúng với quyết tâm của Đảng, là không có vùng cấm, không có nơi nào cấm cả. Bất cứ cán bộ cấp nào mà vi phạm đều phải đưa ra. Nhưng cái điều thứ hai, ba là không thể khẳng định một số người vi phạm, một bộ phận cán bộ đảng viên vi phạm như vậy để đánh đồng tất cả đảng viên, tất cả chế độ này là suy đồi. Vì chúng ta xây dựng đất nước từ năm 75 bây giờ bị bao vây cấm vận như vậy, khó khăn như vậy, đất nước đi lên như thế này, có những thành tựu như thế này là công lao của toàn dân, sự đóng góp của toàn dân, nhưng sự lãnh đạo của Đảng và đóng góp của quân đội và công an vào việc là bảo vệ chế độ
bảo vệ cái an ninh trật tự, bảo vệ xây dựng cái nền quốc phòng của chúng ta thì chúng ta mới có cơ ngơi như thế này, mới có sự vượt lên thế này, mà cả thế giới ta thừa nhận Việt Nam đã vượt lên thế này. Làm sao lấy một việc, một cái số tham nhũng vậy để cho rằng cả xã hội chúng ta suy đồi. Rõ ràng những sai phạm trên là của cá nhân với một số đối tượng rất nhỏ. Những sai phạm này không thể đánh đồng là lỗi của toàn bộ hệ thống, mà đây chỉ là cái cớ để các đối tượng phản động khai thác triệt để nhằm trục lợi cá nhân, nhằm hạ thấp uy tín của lực lượng đang ngày đêm ra sức bảo vệ Tổ quốc, vì nhân dân, bám trụ, kiên trì đấu tranh với tội phạm trên mọi mặt trận. Những sai phạm đó không thể xóa mờ đi hình ảnh cao đẹp của những chiến sĩ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Trước khi tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện với Thượng tướng Võ Tiến Trung, chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau. Chuyên án 092AV, một chuyên án rất phức tạp đấu tranh với tội phạm vận chuyển, buôn bán ma túy. Đối tượng tội phạm vô cùng hung hãn, sẵn sàng dùng vũ khí nóng bắn trả xối xả khi bị bộ đội biên phòng truy bắt. Mỗi lần đối mặt là một lần phải đứng giữa hai bờ sinh tử. Và trong chuyên án này, hai cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Mạnh Hùng và thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đình Tài đã bị thương nặng trong quá trình truy bắt tội phạm. Trúng đạn làm tê dại vùng vai, nhưng đồng chí Hùng vẫn kìm đau để cùng đồng đội bắt gọn đối tượng, thu giữ tang vật gồm 20 bánh heroin, 7 kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng, 15 viên đạn, một vỏ đạn. Kể cả bị thương có thể hy sinh thì cái đấy là bình thường để mình xác định làm cái công tác này. Cho tôi khẳng định là sau khi bình phục bị thương tôi vẫn tiếp tục quyết tâm và vẫn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Là vợ của người chiến sĩ bộ đội biên phòng đấu tranh trực tiếp với tội phạm ma túy, từ lâu chị Thủy luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đương đầu với tình huống xấu nhất. Vậy nên khi nghe tin chồng mình là anh Tài bị thương nặng khi vây bắt tội phạm vận chuyển ma túy, chị vẫn coi đó là niềm an ủi, bởi dù gì chị vẫn còn có thể ở bên anh chăm chút và yêu thương anh. Vậy niềm mình đó là một niềm an ủi rồi. Tức là mình bây giờ chỉ mong rằng là chồng mình tỉnh táo, vui vẻ. Có thể là anh sẽ, tất nhiên là tôi sẽ hy vọng vào y học là sẽ tiến bộ để làm sao chồng tôi hồi phục lại. Nhưng mà nếu như trường hợp mà tệ là có thể anh bị tê liệt chẳng hạn, thì điều đó tôi cũng cảm thấy là mình cũng sẽ chấp nhận được như thế để chăm chồng mình. Ngày 17 tháng 2 năm 2018, Trung úy Lưu Minh Thức, cán bộ công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã hy sinh khi đang cùng đồng đội truy tìm tội phạm trong vụ giết người xảy ra trước đó. Anh đã bị đối tượng dùng kíp nổ chống trả quyết liệt và hy sinh trên đường đi cấp cứu. Diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ thời gian qua khiến cho cuộc chiến cứu người, cứu tài sản của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khó khăn hơn bao giờ hết. Đã có không ít tấm gương hy sinh, những cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Tham gia chữa cháy trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà dân trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, sự hy sinh của Thượng úy Phạm Phi Long, đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là sự mất mát quá lớn đối với gia đình, cùng những dự định dang dở và những đứa con thơ. Và còn rất nhiều những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẵn sàng lựa chọn gian khổ, hy sinh để giữ lấy tính mạng, tài sản cho nhân dân. Trong chiến đấu chống tội phạm, mà đặc biệt là tội phạm ma túy nguy hiểm như thế này, thì sự hy sinh mất mát không thể tránh khỏi. Mưa bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, giữa lúc người dân được đưa ra khỏi vùng lũ đến nơi an toàn, thì hàng ngàn cán bộ chiến sĩ gồm bộ đội và dân quân tự vệ đã không quản ngại hiểm nguy, lao vào vùng nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Những việc làm ấy vẫn tiếp tục đều đặn được thực hiện mỗi khi có thiên tai bão lũ và bất cứ khi nào người dân cần, vì bộ đội là của dân, do dân và vì dân, là những người từ nhân dân mà sinh ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Hãy
tôi thấy là những cái ảnh mà các anh chiến sĩ giúp đỡ những cái người nghèo, với lại giúp đỡ những cái cụ già qua đường, hoặc là giúp đỡ những cái khi mà có thiên tai lũ lụt đi, những hình ảnh rất là đẹp. Thì mình không thể là mà vì một cái hình ảnh mà bôi nhọ cá nhân lên thì mình có thể đánh đồng tất cả được. Còn đây là hình ảnh của các chiến sĩ công an nhân dân, những con người đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ an ninh trật tự cho đất nước. Đặc biệt, ở những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự bởi đủ loại tội phạm như trộm cắp, cờ bạc, với nhiều vụ việc khiến lòng dân hoang mang, thì sự xuất hiện của người chiến sĩ công an đã giúp người dân yên tâm hơn bao giờ hết. Trước kia thì nói chung là chưa có tăng cường cái công an chính quy về, thì nói chung là nó vẫn còn lộn xộn nhiều lắm, trộm cắp vặt rất là nhiều. Thế nhưng mà đến giờ mà nói là từ khi tăng cường công an chính quy về là tôi thấy nó giảm đi rõ rệt. Thì bà con cũng rất là yên tâm, tin tưởng vào các đồng chí công an làm việc rất là tốt, rất là nhiệt tình, chịu khó. Những minh chứng trên chỉ là một phần rất nhỏ trong vô vàn những cống hiến hy sinh của lực lượng vũ trang. Bộ đội Cụ Hồ và những chiến sĩ công an nhân dân vẫn luôn hoàn thiện mình, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân. Theo tôi thì hình tượng của người bộ đội Cụ Hồ là một hình tượng mẫu, hình tượng rất đẹp và có mà các bạn trẻ hiện nay cần phải noi theo và làm theo. Các chiến sĩ công an nhân dân đã làm những cái công việc rất là gần gũi. Thì mặc dù là bên cạnh những công việc gần gũi thì còn có những cái công việc rất là nguy hiểm để bảo vệ cho bình yên của đất nước và cuộc sống của người dân. Thưa Thượng tướng, thì có ý kiến cho rằng là việc công khai xử lý vi phạm của cán bộ quân đội, công an trong thời gian vừa qua là kết quả của xung đột lợi ích trong nội bộ. Thì Thượng tướng nghĩ như thế nào về điều này ạ? Cái đó là cái luận điệu hết sức phản động. Đảng và nhà nước chúng ta đã quyết tâm chống tham nhũng. Và chúng ta công khai phát hiện ra không phát hiện ra tham nhũng thì họ cho rằng đảng nhà nước này nói mà không làm. Khi chúng ta phát hiện công khai, đưa ra xét xử công khai thì họ lợi dụng vào cái việc tham nhũng đó, một vài số bộ phận tham nhũng đó, họ khuếch trương lên để đánh giá cả cái đảng này, cả cái tổ chức chính trị này là tham nhũng. Như vậy họ đánh đồng cái việc sai phạm của một số cá nhân đấy cả tổ chức. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm. Cái luận điệu này nhằm hạ bệ vai trò lãnh đạo của đảng, và đặc biệt họ hạ bệ cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Và chúng ta cũng phải thấy rất rõ là cái quyết tâm của đảng ta là chống tham nhũng, không có nơi nào, không có vùng cấm. Cho nên bất cứ người đó là cấp bậc gì, kể cả ủy viên Bộ Chính trị, kể cả ủy viên Trung ương, kể cả tướng lĩnh của công an và cả sĩ quan cao cấp trong quân đội, khi vi phạm chúng ta phải đưa ra xét xử công khai trước nhân dân. Điều đó nhân dân càng thấy tin tưởng hơn ở sự lãnh đạo của đảng, tin tưởng hơn vào quân đội. Bởi vì không có, Bác Hồ đã nói rồi, cái đảng mà che giấu khuyết điểm là đảng hỏng. Còn đảng dám nhận khuyết điểm, dám sửa chữa khuyết điểm mới là đảng của nhân dân. Vậy thưa Thượng tướng, thì nếu những luận điệu xuyên tạc trên không bị vạch mặt thì hậu quả diễn ra như thế nào thưa Thượng tướng? Vô cùng nguy hại. Không chỉ là những luận điệu xuyên tạc cái hệ thống tham nhũng của đảng, một số vụ án xét xử trong quân đội, mà gần đây họ đưa ra những cái xét lại về lịch sử kết hợp với những cái bài viết, họ dựa vào vài cái sự thật rồi họ nhào trộn với nhau, họ xuyên tạc lên, làm cho nhân dân thiếu tin vào sự lãnh đạo đảng, làm cho nhân dân không hiểu đâu là sự thật, bởi vì họ nhào trộn rất khéo, cho nên như là rất nguy hiểm, làm cho nhân mà lòng dân đã mất, nó làm cho lòng dân không tin vào đảng nữa, lòng dân không tin vào quân đội, không tin vào chế độ này nữa, thì chúng ta mất dân, như Bác Hồ nói, mất dân là mất hết, có dân là có tất cả. Cho nên đây là hết sức nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy rằng cần phải ngăn chặn những cái thông tin xấu độc này, mà ngăn chặn không những là ngăn chặn trực tiếp là không cho nó phát ra những thông tin này, phải đấu tranh trực diện với nó, nhưng đồng thời cũng phải có những thông tin chính thống để cho toàn dân thấy, phổ biến rất rõ ràng đầy đủ để toàn dân thấy, để không tin vào
những cái thông tin xấu độc này, còn để thông tin xấu độc này nó còn lan truyền thì còn nguy hiểm. Xin cảm ơn Thượng tướng đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, đấu tranh loại trừ những cái xấu tiêu cực ngay từ bên trong luôn là cuộc chiến cam go nhất. Trong cuộc chiến đó sẽ khó tránh khỏi đau xót mất mát. Nhưng đó là điều phải làm để xây dựng quân đội, công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Điều này chỉ càng giúp lực lượng vũ trang phát triển toàn diện hơn, uy tín hơn, xứng đáng hơn với niềm tin của nhân dân. Đặc biệt trong những ngày này, khi lực lượng công an nhân dân đang kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống, thì chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan chính xác về nhiệm vụ và những công hiến hy sinh của các anh trong việc bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Và đây cũng là thực tế hùng hồn cụ thể nhất, đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.